9 trên 10 người Việt đang nấu mì tôm sai cách, đó chính là nguyên nhân gây ung thư hàng đầu. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sự độc hại của mì ăn liền, với các thành phần phụ gia như màu thực phẩm, muối, chất béo bão hòa. Ăn mì tôm trong thời gian dài dễ gây táo bón, phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư, nguy cơ nhất là ung thư trực tràng. Vì bản thân là một người thích ăn mì tôm, nhưng các báo cáo cứ liên tục đưa tin rằng ăn mì tôm sẽ gây ung thư. Có báo bên Trung Quốc còn đưa hẳn một chứng minh rằng chàng trai 18 tuổi vì lý do ôn thi và ăn nhiều mì tôm nên bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và không thể nào qua khỏi. Thiết Nghĩ cũng là một tín đồ của mì tôm, em ăn quanh năm suốt tháng, đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần mà chưa bao giờ phát hiện bị bệnh ung thư hay bất cứ thứ gì cả. Vậy nguyên nhân do đâu mà mì tôm mang nội ôn gây ung thư, khiến con người hoang mang, không dám ăn dù rất thích món này? Xin trả lời, nó nằm ở đây ạ. Nấu mì sai cách. Mì tôm là món ăn được ưa chuộng của những người bận rộn. Chính vì thế, tác phong nấu mì cũng rất nhanh chóng. Chúng ta thường cho mì vào bát, đổ nước sôi, cho đầy đủ gia vị, ngâm trong 3 phút rồi đem ra ăn, hoặc sử dụng ngay mì trong cốc, bát nhựa đựng sẵn rồi đổ nước sôi vào, đậy nắp chờ vài phút là ăn. Đây là cách làm không đúng bởi nó gây hại cho sức khỏe của bạn. Khi ăn mì chưa được đun sôi, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt, không bị mất đi và trở thành tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Mì ăn liền thường được quảng cáo là chiên qua dầu chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên, trong dầu lại có chất chống lây men thực phẩm. Loại chất có thể dẫn làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Gói gia vị mì ăn liền sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị giữ nước và tăng huyết áp bởi chúng chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng cao muối natri. Nếu sử dụng 0,001mg chất polyethylene, một ngày có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng cốc, bát nhựa, mì ăn liền bị biến hình khi gặp nước nóng nên có thể đã sử dụng tới 0,015mg chất này. Nghiên cứu chứng minh dung nạp lượng chất xơ và canxi phù hợp giúp phòng chống ung thư trực tràng. Mì tôm được tạo ra từ bột mì tinh. Bản thân mì tôm ít chất xơ, trong quá trình chế biến còn mất đi chất xơ và khoáng chất. Nếu ăn mì tôm trong thời gian dài, cơ thể do thiếu vitamin và canxi nên dễ bị ung thư trực tràng. Ăn nhiều mì tôm cũng làm cho bệnh táo bón thêm trầm trọng. Phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư trực tràng. Ngoài ra, thường xuyên dùng mì ăn liền, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân nằm ở thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền. Loại chất béo này là trans fat và chất béo bão hòa, có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Vậy, để ăn mì không gây hại cho sức khỏe, chúng ta nên nấu mì đúng cách. Bước 1. Đun sôi nước cùng mì tôm, chần qua mì tôm, để lọc chất xám cũng như lớp dầu chiên mì. Khi các sợi mì rời ra và chín đều thì bạn hãy đổ bỏ nước sôi và rút mì ra bát. Bước 2. Đun một nồi nước sôi khác, đổ mì vừa gấp ra bát vào lại nồi nước. Nhanh tay tắt bếp để mì không bị nát. Sau đó, bạn cho gói gia vị mì vào. Còn nếu muốn ăn mì khô, bạn có thể bỏ nước mì đi và trộn mì với các gói gia vị như bình thường. Bước 3. Nếu muốn ăn thêm trứng gà hoặc thịt, cá, tôm, rau xanh thì bạn hãy chế biến chúng riêng rồi thêm vào mì. Tốt nhất, mỗi bát mì nên thêm khoảng 150g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ. Vì thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà mì ăn liền gây ra. Tuy nhiên, cái gì ăn nhiều quá cũng gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất mỗi tuần chỉ nên ăn 1,2 gói, không nên lạm dụng nha. Ngay cả tổ yến được xem là thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp, vậy mà khi ăn quá nhiều cũng dẫn đến dư chất và hậu quả khó lường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Top 5 loại rau củ ngậm nhiều hóa chất nhất mẹ nên tránh cho con ăn, kẻo rước ung thư vào người. Các mẹ ơi, em mới đọc được bài báo nói về thực phẩm bẩn, thực phẩm ngậm nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu nhất. Đọc mà thấy rùng mình quá các mẹ ạ. À. Nhất là các loại thực phẩm này nhiều dinh dưỡng, vitamin rất tốt cho trẻ mà chúng ta hay mua cho con ăn. Sợ quá em chia sẻ liền cho các mẹ ở đây để biết và tránh mua cho các con ăn nha. Nếu mua thì hãy chọn chỗ uy tín, chất lượng để mua nhé. Còn không nên hạn chế cho con ăn thường xuyên, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cà chua, dinh dưỡng. Quả cà chua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin A, tiền tố là beta-carotene, vitamin B, vitamin C, vitamin K, chất xơ, sắt, kali, rất tốt cho trẻ. Trước đây cà chua trồng theo mùa, nhưng hiện cà chua được bày bán qua năm ở các chợ. Hơn thế, loại thực phẩm ngon lành, bổ dưỡng này để quả chín đều, đẹp, không hư, người ta đã không ngại ngùng dùng thuốc bổ chín. Vì vậy, cách ăn thông minh nhất là các mẹ mua cà chua sống về để chín, hoặc mua ở chỗ người quen nhé. Bắp cải, súp lơ. Dinh dưỡng. Súp lơ giàu protein và các axit amin mà cơ thể của bé không thể tự tổng hợp được. Ngoài ra, trong súp lơ còn chứa cả axit folic. Đây là loại axit tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển hợp ADN của tế bào, tăng số lượng tế bào và giúp cơ thể bé lớn nhanh vượt trội. Cũng như cải xanh, bắp cải súp lơ cũng thu hút rất nhiều sâu bọ. Theo đó, để giữ rau luôn đẹp đến tay người dùng, người trồng phải phun thuốc thường xuyên, thậm chí vẫn phun thuốc ngay cả lúc thu hoạch để tránh sâu ăn. Và vì vậy, rau không có thời gian nhả thuốc, chúng ta ăn vào ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ con. Khoai tây, dinh dưỡng, nhiều tinh bột, giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt kali và vitamin C. Trẻ ăn dặm khoai tây sẽ tăng cân, cải thiện chức năng não, tăng sức đề kháng. Mặc dù loại củ này lành tính, dinh dưỡng cao, rất tốt cho trẻ, nhưng loại củ này ngậm rất nhiều thuốc. Giai đoạn nảy mầm, người trồng sẽ phun thuốc chống sâu bọ, phun thuốc diệt nấm. Hóa chất kích thích, củ to, xương mượt cũng như trong quá trình cây phát triển sẽ thường xuyên bón phân hóa học cho cây nhanh lớn. Rau muống, dinh dưỡng. Trong 100g rau muống có tới 100mg canxi, 37mg phốt pho, 1,4mg sắt, 0,7mg vitamin PP, 23mg vitamin C, v.v. là những dưỡng chất giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện, chống thiếu máu, bổ sung các vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng khả năng miễn dịch, chống bệnh tật. Những loại rau này để rau xanh tốt mơn mởn, người trồng rau thường mua nhớt thải về tưới hàng ngày hoặc trồng rau ở những nơi kênh rạch bẩn, ao tù khiến rau muống bị ô nhiễm nặng. Cải bẹ xanh, dinh dưỡng. Trong cải bẹ xanh gồm có vitamin A, B, C, K, axit nicotic, carotin, albumin rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy giàu dinh dưỡng vậy, nhưng loại cải này thực tế thu hút rất nhiều sâu bọ và để khử sâu bọ, người trồng rau phun rất nhiều thuốc. Chưa kể, để rau tươi lâu, không dập, người ta còn dùng chất bảo quản nữa. Em cũng có con nhỏ nên rất thận trọng trong vấn đề ăn uống của con. Và chia sẻ của em, hy vọng các mẹ lưu tâm đến việc chọn thực phẩm sạch, an toàn cho con để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những điều phải nhớ khi ăn mì gói để không mang bệnh vào người. Mì gói là món ăn nhanh quen thuộc với mỗi gia đình. Tuy nhiên, ăn nhiều mì tôm cực kỳ hại cho sức khỏe. Mì ăn liền vốn là một món ăn thay thế ngũ cốc phổ biến, tiện dụng và kinh tế đối với nhiều gia đình. Gần đây, thông tin thường xuyên dùng món ăn này có nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Nếu bạn ăn mì tươi, sau thời gian này đã được tiêu hóa, nhưng với mì ăn liền vẫn còn nguyên sợi trong dạ dày, điều đó chứng tỏ món ăn thông dụng này rất nguy hiểm với cơ thể. Trong
một thí nghiệm đặc biệt của tiến sĩ Pradenko, công tác tại Bệnh viện Cộng đồng Mỹ cho biết, việc tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần một tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Nó còn được cho là một đối thủ khó xơi đối với hệ tiêu hóa, bởi sau nhiều giờ vào cơ thể, những sợi mì này không dễ gì phân hủy. Chuyện ăn mì gói không đơn giản chỉ có cho nước sôi, thêm gia vị vào là xong, mà còn phải làm theo những bước sau để đảm bảo tránh khỏi bệnh ung thư từ chất phụ gia trong mì. Nguy hại khi ăn mì gói. Mì gói thường được quảng cáo là chiên qua dầu, chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên, trong dầu lại có chất chống lên men thực phẩm. Loại chất có thể dẫn làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Gói gia vị mì. Ăn nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị mất nước và tăng huyết áp, bởi chúng chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng cao muối natri. Chất liệu làm bát, cốc đựng mì. Nếu sử dụng 0,001mg chất polystyrene, một ngày có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng bị biến hình khi gặp nước nóng nên có thể đã sử dụng tới 0,015mg chất này. Vậy là cả nhà hiểu mình có khả năng tiêu thụ bao nhiêu là cơ men chất polystyrene rồi. Cách ăn mì không hại sức khỏe. Vứt bỏ gói gia vị. Bác sĩ Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, mì ăn liền vốn được chế biến theo phương pháp chiên, tích nhiều dầu mỡ gây dễ béo, dẫn đến các bệnh béo phì, tim mạch. Dù đã có những nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Trước những chất béo không tốt cho cơ thể này, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đưa ra lời khuyên, ngoài việc phải vứt bỏ gói dầu gia vị thường có trong mì ăn liền. Thêm rau xanh. Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa. Mỗi bát mì nên thêm khoảng 150g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ. Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà bát mì gây ra. Bác sĩ Lâm khuyên. Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi bát mì nên bổ sung từ 25 đến 30g chất đạm như thịt bò, thịt lợn, hạt tôm. Tuyệt đối không ăn mì ướt. Việc chế biến mì ăn liền cũng được bác sĩ Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Thay vì tiết kiệm thời gian bằng cách cho bát mì vào tô, đổ nước nóng, đậy nắp, đợi chín, bác sĩ Lâm khuyên nên đun sôi, đổ ra để ráo, tiếp tục nấu nước lần 2 và cho mì đã chín sơ vào chế biến. Bằng cách này, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt đã bị biến đổi trong bát mì sẽ giảm được phần nào. Đối với rau và thịt, cần nấu chín trước khi thêm vào mì. Nấu đúng cách. Cách nấu mì thông thường là đun nước sôi rồi cho vào mì và các gói gia vị vào, sau đó đun thêm khoảng vài phút là đem ra ăn. Tuy nhiên, cách chế biến nêu trên là hoàn toàn sai và gây hại cho sức khỏe của bạn. Thành phần chính trong gia vị của mì ăn liền là bột ngọt. Do đó, khi đun sôi, bột ngọt sẽ biến dạng cấu trúc phân tử thành chất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sau khi chiên, sợi mì ăn liền được phủ bởi một lớp dầu mà cơ thể phải mất từ 4 đến 5 ngày mới có thể tiêu hóa hết. Sau đây là cách nấu mì ăn liền đúng cách, tuy hơi mất thời gian hơn nhưng chúng ta cố gắng làm theo nhé. 1. Chần bát mì trong nước sôi. 2. Khi các cọng mì bắt đầu tách rời nhau, vớt mì ra và đổ bỏ nước, loại bỏ lớp dầu chiên bên ngoài sợi mì. 3. Nấu nồi nước sôi mới, bỏ mì vào trở lại nồi nước sôi, tắt lửa ngay sau đó để mì không bị nhão nát. 4. Sau khi tắt lửa, nước còn đang nóng, bỏ bột nêm vào trộn đều, hoặc lấy mì ra và trộn với gói gia vị nếu là loại mì ăn khô. Lưu ý, gói bột nêm trong mì thường hơi nhiều, để tạo cảm giác đậm đà ngon miệng, chúng ta nên chỉ dùng một nửa hoặc 2/3, không nên ăn quá mặn. 5. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên chế biến riêng trứng, thịt, cá, tôm, rau xanh rồi thêm vào mì. Một vài tác hại khi ăn nhiều mì ăn liền. Thiếu dinh dưỡng. Mì ăn liền chỉ chứa năng lượng chủ yếu từ chất béo và tinh bột. Dùng nhiều mì ăn liền khiến bạn bị mất cân bằng dinh dưỡng và béo bụng do tiêu thụ nhiều tinh bột.
Bệnh tim mạch. Bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do chất béo trên fat có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Hại thận. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn đương nhiên làm hại thận. Loãng xương. Trong mì ăn liền có chứa nhiều phosphat, giúp cải thiện mùi vị, tuy làm ngon miệng nhưng lại khiến chúng ta bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi. Ung thư. Mì ăn liền với các thành phần phụ gia, màu thực phẩm, chất béo bão hòa, quá nhiều muối. Các nghiên cứu kết luận rằng mì ăn liền có khả năng gây ung thư nếu ăn nhiều trong thời gian dài. Không thể phủ nhận vai trò của mì ăn liền trong cuộc sống nhiều bận rộn như ngày nay. Tuy nhiên không thể xem đây là một món ăn hoàn hảo, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Vì nếu dùng thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi ăn mì, bạn hãy chịu khó dành thêm vài phút để nấu mì theo cách nêu trên nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao. Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của Đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo Đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lignin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lignin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotin giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng, vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào.
Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau. Rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào, rau chín, thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau. Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.